Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại kênh xe tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn các bạn tô màu bên trên ngành một chú bướm các bạn nha. Chúng ta sẽ là tô màu của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô hai cái râu màu đen. Mắt màu đen này. Về thân hình người chủ bướm hôm nay mình sẽ tô một vài bây giờ mình sẽ tiến tới là tô cánh chú bướm nha. Cánh chú bướm hôm nay mình sẽ tô đa dạng phân màu. Đầu tiên là phần của chiếc cánh này mình sẽ tô màu hồng. Bây giờ mình sẽ tô thêm một lớp cánh bên ngoài nó màu xanh lá cây. Những phần có hình tròn này mình sẽ để lát nữa mình tô màu khác nhé.
Nên các bạn giải mình tô bức tranh hình chú bướm màu xanh kết hợp với màu hồng này có đẹp không? Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho bức tranh chú bướm nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.